Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chọn để xem những đôi giày bị hoàn lại trong thời gian vừa rồi. Bên cạnh nội dung khui kiện giày cũ mới về thì nội dung khui những đôi giày bị trả lại cũng hấp dẫn không kém. Mình thấy khui những đôi giày bị trả lại này cũng hay, nên mình làm video cho mọi người xem. Đằng sau những cái đơn trả lại này đều có lý do của nó cả. Đơn đầu tiên đây, đơn này thì mình đã khui ra trước rồi. Đơn này lý do bị trả lại là do anh khách đi không vừa. Đây là đôi bị trả lại này. Và cái đế này hơi bẩn một chút này. Mọi người nhớ là mọi người nhận giày thì mọi người thử ở chỗ nào sạch giúp mình nhé. Chứ như thế này thì mình lại phải cọ lại cho mọi người. Đấy, bởi vì cái ban đầu giày vệ sinh ấy thì đã được mình thuê, mà người đấy làm chuyên nghiệp thì mới có kia đế này, có cái phần bên trên này sạch sẽ như thế. Chứ còn cho mình làm thì mất nhiều công sức lắm, mà có khi không sạch được như thế đâu. Thế nên mọi người chú ý điều này nhé. Và trước mình cũng có nội quy là giày mà để chạm đất mà bẩn như thế này thì mình sẽ không cho đổ lại. Thế nhưng tuy nhiên thì trong một số trường hợp thì mình vẫn tạo điều kiện cho mọi người. Đấy, nên có gì mọi người tìm chỗ sạch thử giúp mình nhé. Đây này, như thế này lại phải cọ lại đấy. À, tiện đây mình bán luôn đôi này 42,5 này, tình trạng ở mức tốt và có giá là 650 nhé mọi người. Đây, đôi này có tình trạng tốt này. Đối với cái dòng Air Max Asics này thì nó rất hay có cái lỗi mà bị mòn ở cái mặt đế này. Thế thì khi mà nó mòn quá thì mọi người có thể làm lại một lớp đế mới giống như thế này. Đây là đế làm lại đấy mọi người. Nhưng mà để làm lại được như thế này thì nó lại tốn kém, với cả cần phải người chuyên nghiệp thì người ta mới làm được. Chứ còn bình thường thì người ta sẽ lấy những cái lớp đế mới, cái lớp đế cao su ấy đã dán lên thôi. Như thế thì rẻ và dùng được bền nữa. Còn mọi người muốn đẹp thì mọi người làm như thế này, nhưng mà tốn tiền hơn. Xong đơn đầu tiên. Đơn tiếp theo đây. Đơn này là ship đi đâu đây? Thành phố Bắc. À, đơn này ship đi Bắc Ninh. Để xem bên trong là đơn là đôi gì. Mình cũng không thể nhớ được bên trong là đôi gì mọi người ạ. Nên nếu mà có sai sót thì mọi người bỏ qua cho mình. Bởi vì mình có một mình. Xong rồi nhiều khi nó cũng nhiều đơn mà nhiều người hỏi nên thế nên là rối lắm. À, đơn này cũng là đôi Air Max Asics. Đây mình khui ra cho mọi người xem. Đấy, đôi này thì cũng có giá là 650 này. Cái đôi này cũng là một trong những phối màu đẹp của Air Max Asics. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì lại bị trả gì. Đây đẹp thế này cơ mà. Đế thế này là có đi thử rồi. Đấy, nó hơi bẩn bẩn tí này. Đấy thì khi mọi người mua thì mình sẽ lại phải cọ lại cho mọi người. Mà không biết vì lý do gì. Thôi mình để cho mọi người đôi này là 550 thôi. Đúng rồi. Thôi để 550 thôi. Đôi này có một tình trạng tốt này, size 41. Cũng đẹp. Cái màu như thế này thì bên mình chỉ có một đôi duy nhất thôi, và cũng là một trong màu hiếm của Air Max Asics. Đây mặt đế nó đây cũng được làm lại rồi. Cũng là một đôi Air Max Asics. Xem đôi cuối cùng là đôi gì đây. Quảng Ngãi à. Đợt này chủ yếu giày hoàn về là do người ta đi không vừa, chứ không có lỗi.
nếu nói về những lỗi bung keo thì hy hữu mới có thôi, bởi vì mình cũng đều kiểm tra trước, nhưng mà trong một số trường hợp thì nó bị lọt đến tay khách mới biết được cơ. À, đôi này là đôi em mắc 90, đôi này có giá là 600.000 nhé mọi người. Đây size 42 cũng đẹp. Người đặt mua đôi này là một anh đi giày size 44. Ui sao có cả kiến đây này. Này mình lại phải cọ lại đế cho mọi người. Là một anh đi giày size 44, thế nhưng mà anh ấy đặt đôi 42. Thế nên trước khi mua thì mọi người có gì hỏi mình để mình tư vấn size cho nhé. Nhiều người thì mình cũng có tư vấn sai đấy, thế nhưng mà nhiều lúc thì mình quên, tức là do bận quá mình không để ý nên mình không học trước. Thường thì nếu mọi người mà ở một số anh khách thì mình có hỏi là bình thường anh đi sai gì, anh đã từng đi giày cũ chưa thứ, để tránh trường hợp bị trả như thế này. Đấy, trả như thế này người ta quăng. Mọi người xem cái hộp nó này, hộp nào hộp lấy cũng móc méo hết cả. Đây, cái này ship gần thì trông nó còn đỡ, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi được. Đấy, do hại giày bên trong. Đây, cái đôi này này, sắp tới thì mình sẽ mua cái hộp chắc chắn hơn. Như vậy, đợt này thì mình bị hoàn 3 đôi. Và giá từng đôi đây, đôi này 42,5, giá là 650. Đôi này là size 41 này, 550, đôi này 600.000, size 42. Hẹn mọi người vào những video lần sau nhé.